Bổ sung axit folic là rất cần thiết đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Bổ sung đầy đủ axit folic giúp cơ thể mẹ bầu sản sinh đủ máu, hồng cầu cần cho sự phát triển và nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh. Đồng thời, bổ sung axit folic còn giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, các bệnh hô hấp cho bé trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, cần bổ sung như nào cho đúng cách thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng tham khảo ngay những điều cần biết khi bổ sung axit folic trước khi mang thai nhé. 1. Vai trò của axit folic. Axit folic hay còn gọi là vitamin B9 là một chất thuộc vitamin nhóm B. Đây là một chất rất cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của các tế bào máu. Axit folic là yếu tố không thể thiếu trong việc giúp cơ thể sinh sản ra hồng cầu, bởi hồng cầu là một nhân tố quan trọng giúp mang oxy từ phổi đến khắp các bộ phận của cơ thể. 2. Tại sao bà bầu cần bổ sung axit folic trước khi mang thai? Uống vitamin B9 trước khi mang thai giúp thai nhi giảm rủi ro dị tật ống thần kinh. Ống thần kinh không đóng kín xảy ra vào tuần thứ 7 của thai kỳ. Nếu mẹ uống folate trước khi và trong giai đoạn đầu mang thai, có thể ngăn ngừa dị tật ống thần kinh. Hầu hết phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ không biết mình đang mang thai. Vì thế, nếu bổ sung folate, vitamin B9 hay bổ sung sắt trước khi mang thai là vô cùng quan trọng. 3. Thời điểm nào nên uống axit folic? Thông thường, nếu cố gắng thụ thai, bạn có thể sẽ có kết quả sau 1 tháng. Sau đó, thời điểm lý tưởng để bổ sung axit folic là trước khi ngừng các biện pháp tránh thai 2 tháng. Thế nhưng nếu bạn đã lỡ ngừng tránh thai rồi nhưng chưa sử dụng axit folic, hãy bổ sung lại vitamin nhóm B này ngay cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Bạn có thể bổ sung axit folic bằng cách ăn nhiều thực phẩm giàu folate, một dạng axit folic tự nhiên. Tuy nhiên thực tế một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng cũng không đảm bảo đủ cho axit folic thai kỳ. Vì vậy tốt nhất bạn nên uống viên bổ sung axit folic theo chỉ định của bác sĩ. 4. Bổ sung bao nhiêu là đủ? Hầu hết phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được khuyên nên bổ sung 400 microgram mỗi ngày. Bạn cũng có thể bổ sung axit folic bằng cách uống các loại vitamin tổng hợp nhưng cần tránh các loại có chứa vitamin A, bởi bổ sung vitamin A liều cao trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Bạn sẽ được khuyến nghị nên dùng một liều cao hơn 5mg axit folic mỗi ngày nếu thuộc một trong những trường hợp sau. Bị tiểu đường, chồng hoặc vợ đang mắc phải khuyết tật ống thần kinh. Lần mang thai trước, thai nhi bị khuyết tật ống thần kinh, có tiền sử gia đình bị dị tật ống thần kinh. 5. Bổ sung axit folic bằng cách nào? Bạn hoàn toàn có thể bổ sung axit folic bằng cách sử dụng các thực phẩm có chứa nhiều folate như bông cải xanh, cải bó xôi, măng tây, đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu lăng, trứng gà, phô mai, sữa chua, hạt óc chó, ngũ cốc ăn sáng nguyên chất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chế độ ăn và dinh dưỡng hàng ngày của bà bầu không đủ để bổ sung lượng axit folic cần thiết, vì vậy các chị em có thể tìm hiểu và lựa chọn uống vitamin B9 để bổ sung đủ lượng axit folic này cho cả mẹ và thai nhi. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất trước hay trong thời kỳ mang thai đều rất quan trọng. Chính vì vậy các chị em hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ và lựa chọn những sản phẩm phù hợp để giúp cho quá trình mang thai cũng như sức khỏe của mẹ và bé luôn được đảm bảo nhé.